chị em mình nha. Hôm nay em sẽ đập hộp cái em nước tẩy trang của công ty Huỳnh Đỗ để cho chị em mình tham khảo nha. Một chai nước tẩy trang như thế này là 170 ngàn hai chị em mình ha. Nó sẽ được tặng kèm một bịch bông tẩy trang 220 miếng cho chị em mình ha. Mình sẽ cho một ít nước tẩy trang vào bông tẩy trang và mình tẩy trang cho chị em mình, tại vì việc tẩy trang rất là quan trọng cho chị em mình ha. Nếu mà mình không có tẩy trang thì da của mình lâu ngày nó sẽ bị xỉn màu của chị em mình, và đặc biệt là sau một ngày dài làm việc thì cái da mình tích tụ rất là nhiều bụi bẩn trên da của mình luôn đó chị em mình. Mình nên tẩy trang sạch sẽ cho chị em mình ha, để cho cái da của mình khi mà mình sử dụng mỹ phẩm thì nó sẽ hấp thu mỹ phẩm tốt hơn cho chị em mình. Đây là cái chai nước tẩy trang bên trong là chị em mình, cái này là hàng chính hãng công ty Bình Đổ luôn cho chị em mình thôi, rất là tiện lợi để được tặng một bịch bông tẩy trang rất là nhiều cho chị em mình ha. Đây là chị em mình cái miếng bông tẩy trang, em sẽ test thử cho chị em mình tham khảo nha. Chị em mình mua hàng thì liên hệ với em qua bên Zalo 0923573018 hai chị em mình, hoặc là fanpage của em là Huyền Lễ Shop nha chị em mình ơi. Mình sử dụng một miếng nước tẩy trang, mình thấm vào bông tẩy trang như thế này là mình sẽ tẩy trang kỹ cho hai chị em mình. Chị em nào mà có sử dụng phấn mắt hay gì đó thì mình nên tẩy trang phần mắt luôn hai chị em mình ha. Tại vì em chỉ sử dụng kem và kem chống nắng thôi, cho nên em tẩy trang cũng đơn giản hai chị em. Sau khi mà mình tẩy trang xong rồi mình rửa sạch da mặt của mình lại hai chị em mình ha. Rồi. Đây nha chị em mình. Khi mà tẩy trang ra thì cái bụi bẩn bám trên bông tẩy trang rất là nhiều luôn các chị em. Chào tất cả chị em mình và hẹn gặp lại.